Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay lại kênh Đức Đỗ ha. Thì đây là mình sẽ review chạy cá mùa dịch đó. Thì tình hình dịch bệnh nó cũng đang rất là căng thẳng, nhưng mà đây là một chạy của anh này là mình rất là quen các bạn. Thì mình chơi chung khá là lâu rồi, thì dạo này thì mình sẽ đi quay cho các bạn xem cái chạy cá thùng xốp mô hình phòng trọ ngoài ban công mùa sau cái thời điểm dịch hiện tại ha. Thì mình thấy cái thời điểm này á, anh em cực kỳ hút cá luôn. Thì mình sẽ chia sẻ cho anh em cái địa gì cái địa điểm ở đây luôn ha các bạn ha. Thì bạn nào cần thì liên hệ ha, mình sẽ để số điện thoại của ảnh dưới phần mô tả cho bạn nào cần ở Cần Thơ lên Zalo chơi giải trí ha, ảnh sẽ bán cá cho các bạn được tốt hơn và nhiều cá hơn. Còn mình á thì mình sẽ cung cấp những cá nó chất lượng và hợp lý túi tiền cho các bạn chơi. Xưa cái clip mấy chục ngàn người xem các bạn đó. Ở đây là dừa các bạn đó. Thì ở trước đây là trồng cây để cho công cảnh nó thoáng mát các bạn. Thì sau thời gian dài các bạn thì cái mô hình ở đây nó cũng không có thay đổi nhiều, nhưng mà được cái là cái thời điểm dịch á thì cá nó cũng còn rất là nhiều các bạn. Thì bạn nào cần thì liên hệ ha. Đó, đây là anh chủ trại các bạn. Thì hiện tại giờ còn nhiều gì anh? Coi đỏ là nhiều nhất luôn. Coi đỏ ha. Thường coi đỏ là mình đi sỉ ha anh ha. Đây ở đây đó là ảnh chiên đi sỉ các bạn, nhưng mà ảnh không có ship nha. Thì bạn nào cần ở Cần Thơ thì lại thôi nha. Thì ở nhà ảnh thì kế bên cái điện lực Ô Môn ha. Đó, bạn nào mà biết điện lực Ô Môn đi từ thẳng khu nghiệp đi lên. Đó, thì mình sẽ review cho các bạn xem, mà bạn nào mà thích thì có thể liên hệ nha. Đó, đây là hồ gì anh? Điện Ô Môn. À, coi đỏ. Coi đỏ hả? Này ừ. hàng này là hàng VIP không anh? Hàng này hàng bình dân rồi. Bình dân hả? Thì sao gọi là VIP anh? VIP gì nữa mà VIP. cá thì mỗi chạy đều vậy với các bạn, cho những vô những cái dèo các bạn. Thì cái thùng xốp ở đây thì vẫn như cũ ha. Đó, thì một cái thùng xốp lớn nè, bốn góc gộp lại rồi chúng ta căng cái dèo lên. Đó, và cá rất là nhiều luôn các bạn. Thì cho sinh sản ra phía ngoài nè, các con ở ngoài các bạn nhìn kỹ ha, các con rất là nhiều luôn. Thì dùng để cho mà khi mà số lượng hồ á nó đã đủ cá rồi, chúng ta tách cái dèo này ra là chúng ta sẽ có cá con nuôi trong đây tới lớn luôn ha. Thì rất là vui khi mà mình được quay trở lại đây. Thì dịch hổng gà có thất thoát gì không anh? Không có thất thoát gì mấy, nó đều mồi màng khó khăn quá. Mồi màng khó khăn quá đó, trời ơi, cá khiếp luôn các bạn. Mồi màng khó khăn nên con cá nó sẽ cái body nó sẽ không có được quá bự các bạn ha. Đó, mồi màng khó khăn cá con nó quặn cá mẹ. Nó mồi màng khó khăn quá anh, cá con muốn quặn cá mẹ luôn các bạn. Mình sẽ quay cho các bạn xem ha. Đó, ở ngoài ban công phòng trọ thôi. Nếu mà ảnh mà chịu làm các bạn mở phòng trọ này ra, một cái phòng rất là rộng ha. Ở trong nuôi nữa, nhưng mà ở trong thì nó hơi tối nên chúng ta hạn chế nuôi trong phòng trọ. Nếu phòng trọ thì phải lắp đèn các bạn. Dịch chiếc con chú chạy bằng đồ gách luôn các bạn. Đó, đây là bầy cá này các bạn. Thì nó đẻ ra xong nó lớn trong đây luôn các bạn. Còn không tách luôn nè. Đó, tùy theo các bạn thôi, các bạn nào nuôi tốt á, thì chúng ta nên tách ha. Còn mình nuôi mà mình muốn nuôi trong hồ luôn thì vẫn được bình thường. Đó. Giờ dòng nào là VIP nhất anh? Không có cá là VIP chứ hả anh? Con nào cũng như con nào hả? Đó, cái phòng trọ này các bạn, cái phòng trọ thì lúc trước công nhân ở á, thì cái phòng trọ rất rộng các bạn, nhưng mà nó hơi tối ha. Thì mình nên khuyên các bạn là nuôi cá bể màu thì nên nuôi cái phòng nó sáng một tí thì để cho con cá nó tốt nhất. Một cái hồ này là những cái hồ mà đã khai thác cá rồi nè. Thì anh thấy cái thị trường hiện tại mà qua dịch á thì cá nó có hút lại không anh? Rất là dễ bán, qua dịch thì người ta chơi nhiều. Đó, qua dịch thì anh em chơi rất là nhiều nha, cá cực kỳ hút luôn. Không kiểu như là anh em hổng đi cách ly nhiều quá thì cá nhà chết rồi. Mua về chơi tiếp các bạn. Mua về gầy chơi tiếp. Nếu như là mình tiếp tục cái đam mê thôi, chứ mình không có bị mất cái đam mê, mất lửa các bạn. Tại vì do cái niềm đam mê nuôi cá thì nó bất tận lắm ha. Anh chịu chạy uống tròn tròn các bạn. Thì anh nuôi trong phòng trọ này anh thấy có cái nhược điểm gì không anh? Nó hơi thiếu sáng, cá màu nó không bằng cá con nắng. Vậy là nuôi nên nuôi nào ngoài trời hả anh ha? Là anh nói là nếu mà trong phòng á thì nó không có nhiệt độ ánh sáng thì con cá nó màu nó tối, với lại nó không có lên màu đẹp các bạn. Ở những cái góc view mà phòng trọ này á thì các bạn nếu mà muốn nuôi phòng trọ luôn hoặc là nuôi ngoài ban công gì nè,
thì ở ngoài ban công thì khỏe hơn, trong phòng trọ thì các bạn phải lắp đèn ha. Anh thường khách lại đây thì anh tiếp chào anh. Đó, anh vô anh giới thiệu anh sao? Như thế này là cái này thường là sỉ bao nhiêu cặp anh? Thì người ta lại người ta cần thì hỏi người ta cần kiếm cái dòng nào thôi. Cần kiếm dòng nào hả? Thì ở đây mình chiên coi đỏ ha. Thường sỉ cái này là sỉ cho cửa hàng hay là mình sỉ cho mấy anh em bán lại anh? Sỉ cửa hàng có, anh em bán lại có. Các bạn thường sai gì nè anh, mà các bạn cần số lượng nhiều anh đều có ha, sỉ với các bạn ha, giá cực kỳ rẻ luôn. Nếu mà anh em nào ở Cần Thơ nha, ảnh không có ship tỉnh nha các bạn đó, anh em nào ở Cần Thơ thì liên hệ nha. Mình nếu mà các bạn cần á thì mình sẽ để cái Facebook của ảnh dưới phần mô tả cho các bạn dễ dàng liên hệ nha. Liên hệ Facebook thôi, còn điện thoại điện ảnh sợ anh không nghe máy á. Anh phải có thư ký, anh phải tiễn thư ký chứ, mình quay review kiểu này là khách hàng kiếm ảnh không kịp luôn rồi các bạn ơi. Đây là hồ gì anh? Rồng đỏ hả? Cái bộ này là có sọt không anh? Có, mà giờ ít rồi. Cái bộ trước anh bán rất là vip luôn các bạn, bộ rồng đỏ sọt mà lúc trước là xịn sò luôn đó. Mà bây giờ nó ngày bộ thường rồi, bộ kia không có sọt. Ngày thường mà phim nó bự luôn, mấy con nào nó phim bự nhất. Rồng đỏ cũng có phim nữa ha anh. Rồng đỏ cũng có phim nữa anh. Đó, rồng đỏ là phim là sao anh? Hát môn chứ. Hát môn hả? Rồi chết, chủ chạy cái này chết luôn rồi. Quá hết biết cá gì luôn rồi. Qua dịch là hết biết cá gì luôn các bạn. Thì rồng đỏ nó sẽ chia thành hai loại, một là loại BDS hát môn, hai là loại thường. Thì thường là hàng rẻ tiền, còn HBDS hát môn thì mắc tiền các bạn. Thì mắc tiền không phải là do là anh em bán mắc đâu các bạn, là do là khi mà nhập con cá giống về á thì giá cả của những loại đó nó còn mới, nó sẽ còn cao, thì bán ra thị trường phải giữ giá để cho anh em nó tiếp tục nuôi cái lửa và nuôi đam mê ha, chứ mà bán rẻ quá là chết luôn. Đó, anh đi cho ăn nè các bạn. Đó, đây cho ăn thức ăn viên không luôn á, mà cá nó khỏe như cùi cùi luôn các bạn. Đó, lúc trước mình vô mình cầm có 10.000 mua cá thôi, giờ mình cầm 10.000 chắc mình mua hết bầy luôn các bạn. Nên nói giỡn ha, nói chung là cá thì anh em nào cần thì liên hệ ảnh để anh chỉ đường cho anh em lên mua cá ha, tại vì mình cũng tiếp sức tiếp lửa cho những anh em nào mà đam mê cá cảnh mà muốn bán lại hoặc là muốn giao lưu với ảnh ha. Đó, cái dòng này dòng gì vàng vàng với anh? Bingu hả? Bingu là sao anh? Nó tại sao kêu là Bingu hả? Tên nó vậy thôi. Tên nó vậy hả? Thường anh phân biệt Bingu với những dòng khác là sao? Lưng nó vàng. Lưng vàng hả anh? Bingu nó khác gì với full gold không anh? Bên kia nó dạng con đã full rồi, phải nguyên con rồi, con này nó chỉ có cái đuôi với cái phim lưng thôi. Thì cá này nó chỉ có nửa thân vàng thôi phải không anh? Nửa thân vàng, còn cái full gold thì là nguyên con màu vàng ha. Thì cái hàng này nó mà anh đi sỉ mà ribbon thì nhiêu tiền anh? Sỉ là bao nhiêu cặp anh nói sỉ? Liên hệ riêng. Liên hệ riêng hả? Đó, anh muốn giữ giá cho tất cả anh em nha, anh em cần liên hệ, nhưng mà báo trước anh bán rất là ok luôn, nên bạn cứ liên hệ đi rồi mình sẽ nhờ anh tư vấn cho ha, liên hệ cho bạn cho ảnh nha, đừng liên hệ cho mình nha. Đó, mình chỉ báo cho các bạn là để cho các bạn dễ biết thôi, để mình thấy cái view và cái khung cảnh và cái thời tiết các bạn, đó cũng rất là đẹp luôn các bạn ha. Nên bạn nào mà muốn tham quan chạy nhỏ nhưng mà chất lượng cá nhiều thì có thể ghé đây ha. Đó, thì đây chiên coi đỏ ha, các bạn cần coi đỏ thì ở đây cửa hàng ở đây cũng rất là dễ tiện luôn. Mình muốn chia sẻ cho các bạn một ít gì đó nhỏ nhỏ chơi trong cái mùa dịch ha, hoặc là anh em cửa hàng nào cần ha. Mình thấy cái chiều dài ở đây nè các bạn, đó chiều dài ở đây tới đó là tầm nhiêu mét anh, từ đầu á 40 mét hả? 40 mét là chất được bao nhiêu thùng này? Chắc hết, chắc được, nếu mà phun luôn chắc được cái ba mấy thùng này hả? Được ba mấy thùng bự các bạn, bốn cái thùng xốp gộp lại ha là được 30 mấy thùng. Sẽ rất là rẻ luôn, một cái thùng này chi phí là tầm bao nhiêu tiền anh? 100.000 là được một cái thùng lớn như này các bạn. Thì một cái thùng lớn gì các bạn gàn cây vô để cho nó chắc hơn, thì một cái thùng này mình xài được bao lâu anh? 2 năm rồi chưa có lủng. 2 năm mà nuôi tốt là chưa lủng các bạn. Các bạn nuôi mà nơi mà gián tiếp ánh sáng như nè, ở ngoài chiếu vô á, ngoài trời nè các bạn, chiếu gián tiếp vô ha, nắng sớm hay là cái gì đó mà chiếu mà gián tiếp vô thì nó sáng và là nó sẽ giúp cho con cá nó khỏe và cái bạc các bạn lâu hư nữa. Nhưng mà các bạn nuôi ngoài trời thì nó thay sẽ nhanh hơn.
cá ế biết nó lên tay rồi. Ồ, nó cá ế mà lên tay nữa các bạn. Cái bộ ren cũng khá là tốt luôn các bạn ha. Do là anh nuôi là cho ăn khá là đủ luôn đó. Dịch mà anh cũng có trùng luôn các bạn. Trùng bây giờ là 200 ngàn một ký rồi. Các bạn nghĩ đi, con cá mà nó ăn trùng không thì một tháng không vài tháng rồi anh thất thoát biết bao nhiêu tiền mà không bán được ha. Thì vừa rồi á, vừa hết dịch là anh em lên rất là nhiều luôn. Nên bạn nào cần cá thì liên hệ cho ảnh ha. Đây là mình review cho một anh em vui tính của mình. Anh em vui tính đó các bạn. Đó. Rồi. Đó, ảnh nói chi tiết và những cái tâm sự của ảnh ha. Thì mùa dịch được rồi anh cảm giác khi thế nào mà khi không thể bán được cá anh? Cũng vậy thôi, thì hết dịch mình bán lại được chứ cũng không có gì hết lo. À, là cái con người luôn giữ cái tâm thế mà vui vẻ và suy đoán và vững vàng trong cái con đường mình chọn các bạn. Không bỏ rơi những chú cá của mình khi mà nó gặp khó khăn. Đó. Đó. Sáng giờ anh cho ăn chưa anh? Chưa cho ăn nữa hả? Thì thường một ngày anh cho ăn mấy cử? Cử một không có tiền cho ăn. À, cử một chết tiền cho ăn nữa, chết luôn rồi. Chủ trại này chết luôn rồi. Thì thường một cử là anh cho ăn cái gì anh? Trùng hay thức ăn thôi. À, trùng hả? Trùng là một ngày là ở trại mình xài bao nhiêu ký? Trùng ngày xài có vài trăm gram thôi, chỉ có cho bố mẹ với các con ăn thôi chứ bạn. Cá lứa thì cho thức ăn à, thì nó sẽ tốt hơn ha, hạn phí hơn chi phí ha. Thì khởi nghiệp là lúc anh khởi nghiệp là tầm bao nhiêu tiền anh nói? 500 đổ lại thôi à. Hồi xưa nuôi full gon với tiền đâu mà nuôi đó. Cái câu chuyện 500k là muôn thở các bạn, tại vì những anh em mà nói là nuôi cá thì cần rất là nhiều tiền thì mình nói không phải nha. Các bạn mới tập chơi thì các bạn mua những chú cá rẻ thôi, các bạn làm ra các bạn bán giá rẻ cho nhiều anh em rồi các bạn lấy cái tiền đó các bạn mua những cá xịn hơn và tốt hơn và sẽ nâng nhân rộng cái mô hình mình ra tới một ngày mà anh có một cái hình rất là rộng như thế này nè các bạn. Đó, rất là tốt luôn ha. Rồi chúc tất cả các bạn xem video vui nha. Nếu mà thấy hay để lại cho mình một cái like, một cái đăng ký nha. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong một video gần nhất ha. Bye bye, bye bye nú luôn nha.